Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì đồng hồ là một phần trang sức không thể thiếu đối với chúng ta. Vâng, người nhiều thì cũng có 5-7 chiếc. Đấy. Còn người ít thì cũng có 1-2 chiếc để đeo vừa thời trang này, vừa xem giờ này. Vâng. Thế thì nhưng mà không phải ai cũng biết được là cách chỉnh giờ, đấy, chỉnh lịch đấy. Nó như thế nào. Vì vậy hôm nay là hệ thống đồng hồ giờ watch của chúng tôi làm video để hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh giờ này, đấy, chỉnh lịch này, chỉnh ngày này trên đồng hồ đeo tay. Vâng, ở đây thì đang có hai phiên bản đồng hồ của thương hiệu Ozen, một là dòng 3 kim, đấy, có lịch thứ và lịch ngày, và hai là dòng 5 kim có lịch thứ, lịch ngày và chức năng 24 giờ. Thế thì đầu tiên ta sẽ vào mẫu đồng hồ Ozen có mã là GAAB0E10S19B. Cách chỉnh mẫu Ozen này như sau. Vâng. Ở bất cứ đồng hồ nào các bạn nhé, đều có chức năng như sau, đó là có một cái núm bên phía tay phải này. Vâng, cái đấy thì các bạn ai cũng biết rồi. Bây giờ để làm sao mà chỉnh được giờ, phút, giây rồi cũng như là lịch cho mẫu đồng hồ này thì ta sẽ phải làm như thế nào? Vâng, trên bất cứ mẫu đồng hồ nào nếu có lịch thì đều có hai nấc rút. Vâng, ở cái phần chốt này nó đều có hai nấc các bạn nhé. Thì nấc đầu tiên này, ta sẽ rút này các bạn này, tôi sẽ rút thử cho các bạn xem trước nhé. Nấc thứ nhất này, một, đó, các bạn thấy nấc khe hở ra chưa? Đấy. Rồi nấc thứ hai này, đó, khi nghe thấy tạch phát thì nó sẽ ra đây là nấc thứ hai các bạn nhé. Thế thì để chỉnh giờ và chỉnh lịch như thế nào, bắt đầu ta tiến hành nhé. Vâng, bây giờ ta sẽ đóng vào. Đầu tiên này, các bạn này, rút ra nấc thứ nhất. Rút ra nấc thứ nhất để chỉnh ngày và chỉnh thứ. Đó, thì bắt đầu ta sẽ dùng cái phần cùi tay này, hoặc là dùng núm tay thì mình vặn cũng được. Thì bắt đầu ta dùng này, đấy, nếu quen thì các bạn có thể dùng này. Đó, thì các bạn chỉnh vặn theo chiều kim đồng hồ thì phần thứ đã sẽ nhảy các bạn nhé. Đó, ok. Khi các bạn vặn ngược lại, mở ngược chiều kim đồng hồ thì phần ngày nó sẽ chạy. Đó, phần ngày nó sẽ nhảy cho các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Ok rồi. Đấy, đã chỉnh thì rất đơn giản như vậy thôi. Thế bây giờ đến chỉnh liệu chỉnh giờ. Chỉnh giờ thì các bạn rút ra nấc thứ hai nhé. Đó, các bạn rút ra nấc thứ hai. Bắt đầu này. Đây, các bạn vặn theo chiều kim đồng hồ. Đó. 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 Đúng không ạ? Đấy thì các bạn chỉnh, ví dụ là bây giờ nó đang là 12 rưỡi chẳng hạn, thì đây, ok, nó là 12 rưỡi rồi đúng không ạ? Vâng, nhưng mà bây giờ sẽ có một cái vấn đề mẹo nữa, đó tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Để mà khi mà các bạn chỉnh lịch xong thì các bạn nên vặn một vòng qua vòng 12 giờ trưa hoặc 12 giờ đêm này, thì để mình kiểm tra sang xem lịch, kiểm tra xem lịch là đêm nay nó có nhảy lịch hay không. Đấy, thì bây giờ như vừa rồi tôi vừa mới vặn xong là nó đã qua 12 giờ, thì có nghĩa là nó hiểu rằng đấy là 12 giờ trưa các bạn nhé. Có nghĩa là lịch mình, khi mình chỉnh lịch xong thì phải là lịch, nếu đúng bản chất của lịch thì nó phải nhảy vào giờ Tý, có nghĩa là giờ từ 11 giờ cho đến 1 giờ đêm. Vâng, nếu mà chỉ nhảy vào đến 11 giờ trưa và đến 1 giờ chiều thì nó là nhảy sai rồi các bạn nhé. Vì vậy mình phải vặn để kiểm tra. Vâng, thế bây giờ ta sẽ vặn. Đó, chắc chắn đến 12 giờ đêm nay thì lịch sẽ nhảy các bạn này. Đây. Đấy các bạn thấy lịch bắt đầu nhảy chưa? Đó, nó rất là ok đúng không? Đây các bạn này, đấy. Bắt đầu. Đấy, lịch ngày nhảy này, lịch thứ bắt đầu nhảy này. Thế thì như thế đấy là có nghĩa là lịch nó đang chỉnh rất đúng và sẽ nhảy vào đêm. Đấy, nhảy vào đêm các bạn nhé. Đó, ok. Các bạn có hiểu không ạ? Đó. Khi chỉnh xong rồi thì các bạn đóng núm vào, đóng chặt vào, đừng quên nhé, quên thì nước nó sẽ vào đấy các bạn nhé. Đấy, đấy là rất đơn giản đúng không ạ? Vâng, đây là dòng đồng hồ Ozen 3 sao chính hãng của Tân Hải Minh phân phối đây các bạn nhé. Đây, tem chính hãng đây. Đấy, đó. Thấy video này ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh, vâng, like, share để ủng hộ cho giờ vắt chúng tôi các bạn nhé, cũng như là để nhận những video và hướng dẫn chi tiết hơn những cách chỉnh đồng hồ. Vâng.
Các bạn ví dụ là có thắc mắc gì thì có thể là comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp hoặc là giúp cho các bạn, là ví dụ là các bạn đang bị thắc mắc ở vấn đề như nào, lịch này, giờ, phút giây nó như làm sao, thì các bạn có thể comment dưới video này thì để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Vâng, bây giờ sẽ sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì mẫu đồng hồ này nó hơi có sự khác biệt một chút các bạn nhé. Hơi khác biệt một chút, nó cũng đều là dòng 3 sao của Ogen. Đây các bạn này. Đấy, dòng này nó hơi pha chút thể thao. Kiểu dáng này mới ra của năm 2020. Rất là đẹp, dễ đeo. Đây, thế thì mẫu đồng hồ này nó cũng có một chút, nó là phần lịch thứ và lịch ngày nó hơi khác biệt so với mẫu đồng hồ Ogen này. Đây. Đấy, phần lịch thì nằm ở cọc số 3 giờ đây, thì có ngày lịch ngày đấy, nhưng không có lịch thứ được chuyển lên cái phần ô này đấy các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đấy, lịch thứ đây này, đó lịch thứ đây, lịch thứ nằm ở trên ô này, đấy, vòng tròn ở cọc số 10 và 11. Còn đây là vòng 24 giờ các bạn nhé, có nghĩa là 12 giờ đêm thì nó sẽ chỉ vào 24 giờ, 12 giờ trưa nó sẽ chỉ vào số 12 ở đây. Đấy, cái kim này ạ, nó sẽ chỉ vào như vậy. Đấy, cho nên các bạn là chỉ cần, nếu mà chỉnh ở mẫu đồng hồ này thì dễ hơn là chỉnh ở cái mẫu đồng hồ này các bạn ạ. Bởi vì mình nhìn thấy luôn là mình đang chỉnh vào thời gian nào. Đấy, con đồng hồ này nó có hay ở đấy. Và còn mẫu đồng hồ này thì lại là mình phải vặn thử để xem là nó có nhảy vào ban đêm hay không. Về nguyên tắc là lịch là phải nhảy vào ban đêm các bạn nhé. Lịch mà nhảy vào ban ngày thì là mình chỉnh chưa đúng. Vâng, bây giờ ta sẽ tiến hành rồi các bạn nhé. Đầu tiên tặng rút ra nấc thứ nhất này. Ok, rút nấc nhất nhá. Nào, bây giờ ta sẽ vặn xem là cái gì nhảy nào. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đang phần thứ này, phần thứ đang chạy các bạn nhé, nhìn này. Đó, thứ 5 này, thứ 6 này. Đó, thứ 7 này, chủ nhật này. Ok, bây giờ ta vặn ngược lại thì phần lịch ngày nó sẽ nhảy này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đấy, khi mà chỉnh xong rồi thì các bạn cũng hiểu được rằng đây nó đang là đây. Nếu mà phần ở cái phần báo vòng tròn nhỏ bên phía cái cọc số 5 giờ này, nó đang là chỉ là vào 10 giờ các bạn nhé. 10 giờ này, 11, 12 giờ đây. Thế thì 12 giờ. Đấy, có nghĩa là nếu bây giờ ta vặn giờ này, rút ra nước cuối cùng nhé. Các bạn giờ này. Đó. 12 giờ. Đấy, phần lịch và lịch thứ và lịch ngày nó đều không nhảy. Đấy, thế có nghĩa là đây, nó chỉ vào 12 giờ trưa. Đấy, thế có nghĩa là 12 giờ đêm nay lịch sẽ nhảy cho các bạn. Đây, ví dụ đến 12 giờ đêm nay lịch nó sẽ nhảy cho các bạn nhé. Mình vặn luôn một vòng thử xem thế nào nhé. Đây. Đây, các bạn nhìn này, số 15 chuẩn bị nhảy lên này. Lên 16 này, ok chưa? Đấy, nhảy lên 16 nhé. Bây giờ bắt đầu lịch thứ này, lịch thứ sẽ bắt đầu nhảy này. Bắt đầu chuyển, đấy các bạn thấy chưa, nhảy một nấc này. Đó, ok, nhảy nấc thứ hai. Đó, đã sang một ngày mới rồi các bạn nha. Thế này các bạn hiểu rằng đây nó đang là rơi vào khoảng tầm 4 giờ sáng này này, 4 rưỡi này, 5 giờ sáng này, 6 giờ sáng, đó. Đấy, tinh thần là như vậy các bạn ạ. Chỉnh cũng dễ mà khó. Nhiều người biết thì nó rất đơn giản thôi, nhưng mà những cái bạn mà ví dụ là mới sử dụng đồng hồ lần đầu tiên thì muốn chỉnh giờ, chỉnh trước thì cũng không biết được thật đấy. Cho nên là tôi mới làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh giờ như vậy. Và các bạn có yêu quý thì cũng rất mong các bạn là đăng ký kênh ủng hộ nhé, và cũng như là chia sẻ rồi là like để cho chúng tôi ngày càng mang đến những video hữu ích hơn đến cho các bạn. Vâng, mẫu đồng hồ Ogen này hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giờ watt của chúng tôi đây các bạn nhé. Đây ạ. Đây, giờ watt đây các bạn nhé, có một đồng hồ chính hãng này, có địa chỉ này, và địa chỉ tại là tầng 1 trung tâm mại Garden này, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 tại trung tâm thương mại Minh Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, chúng tôi chỉ bán đồng hồ chính hãng và bán tại các trung tâm thương mại. Và hiện tại có đường địa chỉ website này, giờwatt.com.vn, giờwatt.vn. Thì các bạn và số hotline đấy các bạn nhé, và số hotline của bên tôi đây, thì các bạn có nhu cầu và muốn mua đồng hồ chính hãng, chẳng hạn như mẫu đồng hồ này chẳng hạn, đây thì đang có bán tại hệ thống đồng hồ của chúng tôi. Đấy, 4.590.000 thì các bạn mua online được giảm giá 10% các bạn nhé.
Vâng, trên đây thì đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chỉnh đồng hồ đeo tay. Vâng, các bạn có thắc mắc gì hoặc là có nhu cầu gì thì cũng hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu hoặc cũng như là để chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào ạ.